thôi rồi miệng gắn chiên chiều ngoài mắt đời trong bao giờ gió ngược thổi lên bao giờ tâm trạng để mở màn cho sàn diễn đời và nghề sáng nay với Mình ơi, một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Ca xong thì thế nào Thanh Tâm?
rất là xúc động luôn. Dạ, có lẽ tâm tập trung vào bài hát quá cho nên cũng hơi quên tí xíu. Rồi, cảm ơn Thanh Tâm. Sáng sớm mà ca vậy, ép nghệ sĩ ca vậy cũng hơi ác đúng không? Dạ không sao đâu ạ. Nếu quý vị thương, quý vị muốn nghe là muốn bao nhiêu bài Tâm cũng hát hết.